Trời ơi, chứ mình sao rồi, trốn mà, trốn mà rồi. Ở nhà hoang, cái gì vậy, cái gì vậy? Con nó làm gì vậy? Con nó tôi. Vâng, xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Tiếp tục là gọi là đi thăm em Thư Kỳ nha mọi người. Thì vừa rồi nhóm chúng em có mặt tại ngôi nhà hoang thì không thấy em ở đâu. Hay là em nó ra ngoài là ăn xin móc bọc hay là gạ gẫm hứng tình gì em không biết. Nhưng mà bây giờ hiện tại chúng em đã phát hiện một cái ngôi chòi ở sập sệ này. Thì không biết là em nó có sống trong này hay không. Thì mọi người hãy cùng em theo chân em nha mọi người. Thì em đang ở dưới mặt tại cái chân cầu khá là âm u. Ai cúng gì đây, ai cúng gì đây? Tôi cắm cả nhang đi thế này. Thôi, chạy qua, mưa quá mày không? Đi lẹ không? Mưa quá, mưa. Tại trời bây giờ đang rất mưa nha. Cứ vào cho mẹ con. Chết mẹ rồi. Cái trụ. Má, số khu này nhiều bọn mẹ xì ke ma tué nhỉ. Má, nó đứng sợ không? Chết mẹ. Nhanh, chạy nhanh, mưa quá nào rồi. Ôi. Cái gì vậy mấy ông? Mới chơi xong luôn. Giúp cái gì vàng vàng đấy. Đây có nhiều thứ hút cơ mà. Sao được? Chó chết rồi. Ghê trời. Ghê. Bé ơi, bé ơi. Ấy không? Cái này trong một cô gái. Hình như ăn xin hay sao không ơi? Gì có một viên bọc trứng này. Cái này cô này tính bọc anh ta. Sao nhìn quen vậy? Quen gì? Quen gì mà quen không? Quen hết. Không mà quen. Quá vậy? Sao nhìn lão ta? Chị ơi. Chị kỳ gì đây? Ôi. Ủa? Sao đây? Ủa? Ở đây nữa hả bà? Mấy anh vậy? Mấy anh ở đâu đây vậy? Trời, bữa nay em đi móc bọc luôn hả? Trời ơi, chứ giờ biết sao giờ. Ủa, bữa em đang ở nhà hoang mà. Rồi sao không ở nhà hoang nữa mà? Bây giờ đi ra cầm cầu ở sao? Em không còn ở nhà hoang nữa. Bây giờ còn mấy người chi lùng em quá trời. Ai chi lùng em? Chi lùng em? Không phải là mấy bọn nợ hôm bữa đâu, mà là người nhà của em. Trời ơi, bởi kiếm em bữa giờ. Em không còn ở nhà hoang nữa, chỗ đó không còn an toàn nữa. Bữa nay chuyển qua là người thân tìm em luôn mà, tìm em là tốt thôi, đưa em về nhà thôi, tốt mà. Mấy anh không hiểu đâu, bây giờ em phải đi bán kiếm miếng ăn coi giờ. Chắc bị tụi kia nó lừa cái gì? Có cái vụ gì mà người nhà kiếm em đưa anh kẹp cái này gặp bữa sao hàm mà sao hoa phú quý mà. Trời ơi. Cái chuyện gì mà em ngồi đó đi. Coi nó đi coi. Em đây nè. Có cái chuyện gì mà gia đình kiếm em mà em phải đi cầm cậu em ngồi vậy? Giữa trời coi nè. Mà gia đình em đâu? À, rồi gia đình em sao đâu, có kiếm được em chưa? Móc bọc khổ này. Chưa kiếm được, phải chi mà gia đình em mà kiếm được em á thì mấy anh đó không gặp em được rồi. Ủa? Thì kiếm được em thì đi về nhà. Đi nhà tốt thôi chứ có gì đâu. Thôi mà kiếm được có đánh em chết đó, bây giờ em đi kiếm chỗ em bán đó thôi, bán kiếm tiền xài em hết tiền. Ủa, là cái chuyện gì mấy ông? Rồi hôm bữa bán bưởi thế bây giờ đi nhặt cái gì bữa bán bưởi cũng thấy cũng ổn định rồi mà giờ này chuyển qua đây đi lượm bọc ni lông dưới gầm cầu vậy. Số này tàn rồi em. Cái tàn tệ trước vậy? Tú bà dắt gái mà bây giờ như thế này hả? Đâu có chuyện sao em kể anh nghe coi. Bây giờ có coi. Là hôm bữa em bị mấy cái tụi kia nó gạt em cái vợ 8 triệu hôm bữa đó, mấy anh nhớ chứ gì? Ừ, đúng rồi. Em về nhà em mượn tiền của mẹ em đang trả nợ cho bọn chúng. Cái lúc mà mẹ em đi xách tiền ra chuẩn bị đưa cho em trả nợ, cái em thấy thấy sẵn ở đâu đó là mẹ em chuẩn bị được 100 triệu. Cái em gom hết cái số tiền đó em đi mất tiêu rồi, em vừa trả nợ xong ăn mà xài xong không chạy cái mua này mua kia cũng hết tiền luôn rồi. Trời ơi, ôi trời, anh gì mà ghê vậy em? Anh xài cái gì mua 100 triệu? Em xài đéo gì mà hoang vậy? Em xài cái gì dữ vậy? Em trời ơi. Thì mua đồ mình thích rồi, nói chung ăn chơi cái gì được thì cứ chơi xài. Rồi
em quay về con đường cũ rồi ăn chơi rồi mua sắm rồi, là bị tụi kia dụ dỗ đó, cái tụi cái sập tay vẫn tay chơi của em đâu hết rồi. Đâu từ ngân hình báo luật nào ông ơi, giờ mới hỏi. Rồi mới bán được cái này, cái đường tùng hả? Thế là sang quán đó rồi hả? Sang nhân người ta luôn hả? Bây giờ đi luôn cái nhai. Trời ơi, bây giờ coi thì coi chi mang dép nó cái quần kìa, coi cái càng ngày càng tàn luôn ấy. Chứ giờ biết làm sao vậy? Con nhỏ này nó ăn chơi quen rồi ông ơi. Đúng là tụi anh không cố gắng giúp em mà đúng rồi, chứ em mà 100 triệu trong tay mà em cũng xài hết. Em coi gia đình giống như là chỗ im tiền cho em hay sao á? Đúng rồi, bữa tôi về nhà thì đã xin được gãy nào chưa? Thôi, bây giờ mà về nữa làm cho chết. Bà mẹ em mới đang truy lùng ở khắp nơi đó. Truy lùng luôn rồi ông ơi. Chứ còn bà mẹ em truy lùng em á? Truy lùng luôn rồi. Có gặp được rồi, bây giờ luôn quýnh em chết, bây giờ em gãy xương em đó. Đúng rồi. Mấy anh mà có gặp mấy bà cũng đừng có chỉ mấy bà, chị bả nha. Chỉ không chỉ, nhưng mà mẹ em mà xem được video thì tụi anh cũng tìm thấy em à. Thôi em về nhà đi. Về nhà tự thú đi. Ừ, chứ làm cái này móc mọc là được nhiêu tiền đâu. Chết, bây giờ lo kiếm tiền về gửi lại cho bả thì còn qua mai, không thì cũng hết đi chứ bây giờ. Hôm bữa là nói là ba mẹ dưới quê là nghèo. Đúng không? Ờ. Bây giờ là lòi ra ba mẹ giàu. Trời, cái hoàn cảnh của em là em giúp em đi lừa đảo anh vậy. Cái này cái không tin được cho chú nào hết. Nổi luôn. Bà mẹ tụi anh không có kêu gọi để giúp đỡ em á, chứ anh kêu gọi giúp em tụi anh bằng tiếng chết. Đúng là phải tìm hiểu trước cái hoàn cảnh nó như thế nào mới giúp đỡ, chứ không thể nào mà nói miệng nói suông là tin được. Trời ơi, không phải là giàu gì thì cũng của tổ tiên ông bà để lại rồi, đất đai rồi này kia, nghe hoàn cảnh em khổ rồi bả lấy ra bả bán bả đưa em để trả nợ thôi. Em thấy còn cái số còn lại thì đưa cho em làm vốn làm ăn, mà em thấy em chôm đi luôn á. Ghê vậy. Cái tiền chôm tiền thì mang đi đâu rồi? Xài hết rồi. Làm gì xài hết? Mấy chục triệu luôn, cả trăm triệu luôn mà em xài hết rồi trong vòng có một tuần lễ thôi. Trời ơi. Lấy em đưa cho ai? Đúng rồi. Là em xài cái gì? Xài mua sắm đồ trả nợ hết chứ gì. Mua sắm là mua quần áo hay gì? Mua, hay là mua đồ hả? Là đồ em thích hả? Thầy nói cho ông thấy cái gì mua đó. Trời ơi, đúng là ngựa quen đường cũ mà. Nó bảo theo cái nghề này nó không có coi trọng đồng tiền. Bây giờ em ra đây em ngồi vậy thì em làm gì ở đây? Thấy cái dây ni lông rồi quá trời thơm, em gom ni lông bán ra để làm cái gì vậy? Chị bao đi lượm cái chai. Sáng giờ em lượm được nhiều không? Bán cho bao nhiêu tiền cái chai? Lượm được có nhiêu đây nè, sáng giờ có nhiêu đây đâu, nhiêu đây chắc bán vài ngàn gì. Lượm nha, chứ không được ăn cắp mặt nha. Mà lượm. Có ăn cắp đâu. Mà ở đây có gì đâu mà có thải kia lượm. Bán nào bán được bán mà. Tối ngủ cơm câu đó hả? Thì lượm đâu ngủ đó quen rồi. Rồi xong về cái nhà hoang tôi ngủ đi. Thôi vậy đó, bất công bả chi lùng bả đánh em chết. Rồi cái ông này với em mà ổng rửa ổng kêu em ổng nuôi em mà ổng thấy cảnh này chứ ổng lắc đầu em quá. Trời ơi, lâu lắm rồi cũng có gặp ổng đâu. Đứa về nhà ông ấy nuôi thì không chịu. Thật. Ngày làm vợ tối là ngày làm cô xin tối làm vợ ông ấy. Ờ hay quá, nói nghe hay quá. Mà tôi thấy đi ra cảnh này. Rồi này nó không có tỉnh táo không ơi. Cái này là ngáp cái này là tôi cũng nghi rằng có. Không biết là có bú đá bú đồ gì không đây. Có đi có đâu. Cà phê trời đâu gì không? Cảnh đi đâu đấy? Không có, tại hôm nay không có được ngủ lo đi ngày đêm còn quật đi kiếm lụm bán được chút nào hay chút đó đó mà. Ủa, anh hỏi em với em cầm 100 triệu trong tay rồi bây giờ đến mức độ mà giờ ra là bọc ni lông biết chừng nào đủ 100 triệu. Bọc một ngày không được trăm đó em ơi. Trước mày không biết 100 ngàn chưa nữa mà đòi. Tôi như này nó xạo không rồi. Mày sao không giữ 100 triệu xài mà ăn chơi hết vậy? Đâu có riêng ăn chơi gì đâu. Nói chung á, mua sắm cái gì cần thiết rồi, tiền nhà, tiền cửa, sinh hoạt. Thôi tiền nhà, cửa gì? Em ở nhà hoang mà tốn tiền gì? Ủa vậy là em đi ra ngoài em thuê rồi hả? Tiền thuê ở cũng đâu có được bao lâu em đâu. Anh nói em nghe nè, em ra ngoài thuê nó cũng không bao nhiêu tiền hết. Mấy chục triệu người ta xài hả? Có người ta xài một năm trời luôn, còn em xài trong vòng có một hai tuần là hết. Con này nó có tiền nữa, chơi hoa, nó chơi sang đó. Cái này là em chơi sang chứ em đổ thừa vô tiền nhà, tiền cửa gì. Cũng nghe vô đó thôi, em biết trời rồi. Tối đi bộ bình nữa đúng không? Bộ bình ở đâu rồi? Rồi, số tiền nào không? Tôi tính cho mày không? Phải số tiền mình, bây giờ mình phải đặt rõ ra. Cho nên nó còn mang tiếng mình, lỡ như gia đình đó mà nó thấy mình á. Bắt đầu người ta nói nó lấy cho mình hay như nào nữa đó mày không? Đúng. Là cái số tiền này em lấy em làm gì rồi em có đưa ai không? Dạ, nói chung á là còn trả nợ rồi còn ăn xài mua sắm
rồi nói chung cũng cũng sống hàng ngày thôi, không biết đâu mất cũng ừ. Nói chung là cái số tiền của em là không liên quan gì tới bọn anh đúng không? Không. Ừ, nói cho rõ ràng cho đỡ mất công người ta đổ thừa mình nữa. Đúng 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 đúng. Cái nào ra cái đó thôi. Nhưng mà với lại là hồi trước làm thì cũng cái đặt làm trong karaoke đó, rồi rồi vô tình xui xui bị mấy cái cơ quan chức năng rồi đó vô nó lùng nó xét người tình nó. Nó bắt gặp và mấy đứa này kia mất công sợ nó gại đồ tạm giam rồi tụi lâm trơn thôi thì quăng cho nó chậm cho nó ăn là mình đi về rồi thấy chưa, vậy là có đi cà phê quán bar đồ bị bắt à. Em đi làm cao kê đó nó, em đâu có chơi đồ gì đâu, nó bắt em đi làm má mì thôi, ví dụ như nhân viên này thì chồng còn có ngày ra, còn má mì là dạng môi giới liên kết giữa nhân viên và khách hàng đó, tội nó sẽ nặng hơn là em bị làm bị cái tình trạng đó bị xui rủi thôi chứ em ăn chơi gì đâu, mấy anh nó quan cho em không má mì là má mì gì tội nữa nặng hơn. Em chứ bây giờ tiền gia đình có nhiêu đó em gom đi hết rồi em cũng làm là cuộc đời đi chứ, hiểu không? Thì bây giờ biết sao giờ, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này nè. Về đâu? Đem đi bán kiếm tiền ăn đó bộ. Buổi sáng sẽ lượm được gì rồi? Đây nè, coi có lượm được gì đâu ấy bà. Cái nhỏ này có khi nào nó mang tiền cho trai không trời? Hả? Có đâu. Đây, đi bán kiếm tiền. Lượm được gì rồi không biết nữa, mà cái chỗ đó em lượm gì em chỉ em coi em lượm được cái gì ở đây. Quy nợ được lượm hay gì? Đâu có đâu, đi lượm thôi, thấy trời mưa nè, mưa rồi ghé vô đây ngồi. À, lượm tùm lum tà la hả? Lượm chỗ khác chứ không phải ở đây anh thấy đâu có gì lượm, mấy cái đồ người ta bỏ không à. Rồi em tính sau này em giờ làm sao? Tụi anh đi vòng vòng mà gặp em cảnh này tụi anh cũng chắc đi nhiều hơn gặp em mà xưa cả ngày à. Chứ giờ biết làm sao, giờ mấy ngày nay em cũng không ngủ rồi. Mà ổng cố gắng đi lượm rồi tiền đâu ăn, tiền đâu xài. Thôi ngồi đi, con đi đâu đó bà. Thôi kiếm chỗ ngủ đi mà buồn ngủ quá. Mấy người ngồi ra đi. Nhưng mà từ hôm bữa em ra đây á, cái chỗ này cũng cách cái nhà hòn cũng không có xa. Là em vẫn quay về nhà hòn ở đúng không? Thì nói chung thì gần vẫn quay về đó ngủ được chứ, nhưng mà đừng có để cho ai thấy rồi thôi, gần về chứ thôi thấy người ta nói lại với bà và quay về người ta bẻ cổ rồi hả? Chứ ai đâu mà thấy, giờ chỉ có bọn anh quay em thôi. Nếu bà liên hệ tụi anh biết rồi. Bà cũng đâu thấy bà liên hệ gì đâu, mẹ em đâu. Bà liên hệ anh cũng chỉ à. Chứ sao không chỉ được đúng không? Ừ. Bà chỉ chứ để chắc mai mốt bà Hậu đi đâu rồi. Không nói cho anh biết đâu à. Chứ em lấy tiền nhà mà em đi ăn xài không phí gì. Anh mà chỉ đem gì phải dạy dỗ em chứ anh có phải người thân em đâu mà anh dạy dỗ em được. Thật. Đúng không? Dù sao anh cũng là người dân thôi. Rồi anh có thể giúp em bữa ăn thì giúp thôi chứ. Chứ đâu có nào dạy dỗ ngồi đây anh em ngồi tâm sự chuyện phí còn đi đâu nữa. Trời ra chỗ kia nói chuyện đi. Đâu? Đi bộ ra kia. Cái gì ngồi đây xíu nữa tụi anh dẫn đi ăn. Mệt quá. Cái gì đâu mà chuyển chỗ đi. Thôi. Ngồi đây muối không cái này xong ngồi. Trời nó ra cái nơi cái chỗ gì này chỗ đường, 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 là gọi là biết ngồi ở đâu. Thiếu nữ xinh đẹp. Bây giờ thiếu nữ tàn hết thời rồi. Ghi con này nó mang em nó bỏ cái bao ra một bên đi cho tụi anh nói chuyện thôi. Rồi hồi sáng nhà em đi từ mấy giờ tới giờ em cũng không biết mấy giờ nữa, đi lúc nào đi cứ đi bán được chút miếng có tiền ăn sống qua ngày. Rồi cái thằng bù hôm nữa em đâu rồi? Ai biết đâu, chết đâu rồi. Má nó chơi xong nó bỏ trời. Là đi qua đường không vậy? Trời ơi. Sao mà không có yêu không hả? Mấy cái thằng quỷ đó yêu đương vậy đó. Tối còn gặp nó không? Không, lâu lắm rồi không gặp nó, mệt lắm. Tưởng gặp nó mấy nháy. Nhưng mà tôi thấy bụng nó hơi bự vậy ông ơi. Bụng mông bự á. Trời ơi. Bụng mông bự á. Trời ơi chết bà. Con này có khi nào không mang bụng rồi. Bữa giờ có thấy cắt lại trong người không? Coi với mấy ảnh đi xa để món quà lại cho em rồi khổ được. Đừng nói anh đâu. Dính trưởng nhá. Em bỏ khóa ra đi. Trời ơi. Cái gì? Bỏ ai là có bầu với anh Trình. Bầu với anh Trình. Đúng là thiếu nữ. Thiếu nữ đổ thừa. Thiếu đổ thừa kia. Tính ăn ốc bụng. Nhìn cái bụng nó kìa, nhìn cái bụng nó kìa. Có bầu với anh Trình. Đâu? Có bầu với anh Trình. Cởi áo khoác ra cho tụi anh kiểm tra coi.
Thôi, đừng có cởi, cởi ra người ta đánh phong quyền anh á. Em đừng có cởi. Đâu, còn bên trong không? Trong cái gì em còn cũng mà. Cởi hết chị. Rồi ăn uống chưa, ăn uống nha, đúng không? Chưa, bây giờ là chuẩn bị đi bán coi được bao nhiêu thì chuẩn bị đi ăn là gặp mấy anh đó. Em rồi, rồi giờ về nhà hôn hay là đi đâu? Về nhà hôn thì anh chở về, còn đi đâu rồi kệ em chứ anh không có đi. Về nhà hoang thì cũng được thôi, ngồi chút rồi mấy anh có đi em cũng đi luôn, đúng rồi. Bây giờ về anh không muốn đi nhà nghỉ không? Đi nhà nghỉ thì để anh sẽ chở đi. Để ê, chị chào. Từ bữa giờ rồi không có đàn ông ơi, rồi cắn mình rồi thấy sao? Thấy bình thường thôi sao đâu. Vậy thì sống bình thường đi chứ tại sao phải dính vô đàn ông làm gì? Dính làm vậy thì mục đích cũng để kiếm tiền thôi vậy. Tiền có chưa? Tiền không có, giờ ra ngầm cầu ngầm ngủ như nằm như vậy đi móc bọc tùm lum tà la vậy á đó, đó coi chịu nổi không, chịu nổi không, chịu nổi không? Con này nó thèm lắm rồi, bây giờ hết đường rồi thế nào cũng đi đứng đường lại thôi, hết chuyện đi đứng đường lại thôi. Giờ chắc đi đứng đường rồi không đi đứng lại nữa đâu, đi móc bọc về chai ấy, ít ra còn khỏe hơn. Đang làm bà chủ bán trái cây ngon mọng nước như thế, bây giờ cuối cùng lại đi nhặt ra chai rồi một hồi không biết đi đâu nữa. Đi đâu giờ ông nghĩ đi đâu, cuộc sống của Thư Kỳ chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu mà cảm thấy không được nữa ra đứng đường kiếm chút ít chứ giờ sao giờ. Đi như ngoài đường giờ ra đứng luôn đi. Em ra đứng đường anh Trịnh với anh Thiện ba anh ủng hộ em hay gì? Ồ cái chuyện đó nữa hả? Làm gì cái chuyện đó? Với anh Thanh ủng hộ em. No, anh lại la cho em ăn rồi anh đâu cần cái chuyện đó. Sao em không về quán karaoke làm nữa? Ôi trời, bị bắt một lần banh hết mấy chục triệu rồi đó. Còn gì nữa? Rồi bây giờ quan chuyện quan trọng này, bây giờ mẹ em kiếm em để làm gì? Ba em kiếm thì mục đích của ba cũng hỏi ra tiền ở đâu thôi. Giờ mọi chuyện xảy ra vậy thôi, về để cho bà bớt giận chút đi chứ. Mà giờ về bà đang đóng, bà đánh em cãi giò đó. Để từ từ đi, tính đó. Chẳng lẽ mẹ nằm bà ổ dữ còn không ăn thịt con. Mẹ em lo quá, đi về đi. Thôi, anh không biết đâu rồi, bà đánh em chết á. Chứ chừng này bà đi tiết tiền hơn tiết em. Trời ơi, nói gì thì nói làm gì, bà đánh em chết, bà đánh gậy giò. Bà đánh gậy giò bà nuôi chứ có gì đâu sợ. Ông mệt á. Đi về đi, coi xin lỗi chính quải, xin lỗi mẹ đi, cho bà bỏ qua rồi coi về nhà ở luôn đi. Xin lỗi khoảng thời gian nữa đi, chứ giờ đi không được đâu. Một thời gian nữa em mở ngoài này là em tài xế là có gặp chuyện khác đó. Ông mệt quá. Rồi em không bao giờ, em xa lầy luôn là không bao giờ rút được đâu. Thôi cứ vậy đi mà. Trời ơi trời, em mà xa lầy không ai cứu được em đâu, kiểu như nó đút sâu quá rồi á, là không thể nào mà rút ra được. Được đó, giờ nói nó trơ trơ luôn rồi. Dạo này nó không tỉnh không mình. Sao không mình? Nó ngáp nãy giờ nha, mà thường nó phải làm chơi cái gì nó mới ngáp vậy được. Thôi chơi cái gì. Hay là đêm đi tiếp khách. Trời ơi tiếp cái gì nữa, vậy tâm trạng đâu mà tiếp không. Nhưng mà hồi xưa là em qua Campuchia tiếp khách đúng không? Có đâu. Nói chung là mấy hôm nay không có ngủ rồi, để em thiếu ngủ. Thiếu ngủ chứ mấy nháy. Người ta thiếu ngủ tại buổi tối nó phải đi tăng ca. Mấy nháy gì? Tối đi tăng ca. Sao mà ở dưới gầm cầu? Trời ơi, bão kìa. Em buồn ngủ lắm rồi, để em nhả lưng chút lát đi bán mấy cái này được bao nhiêu là kiếm tiền bạc. Rồi ngồi ngủ luôn á hả? Ngủ nhớ thằng nào nó tới nó thịt em sao? Không nhận một người ở đây. Cho thịt luôn đó. Ở đây gió lông lọc luôn, gió mát. Trời lắm. Gió mát chứ. Luôn. Gió quá chứ gió nè. Ngồi đây là nó thịt đấy. Mấy thằng anh xin là nó tới. Đi nếu mà về nhà hơn thì anh chở đi về. Còn nếu mà em đi đâu thì anh đâu có đi, anh bây giờ anh qua nhà hơn đó, em có đi không? Đi thì theo anh chở về. Đây mọi người xung quanh này. Anh kia có một cái ngôi nhà tròi. Mày bữa nay mày nhắc đi. Đi để bữa kia nè, đi qua bên. Mày bữa nay chín nhiều quá. Trời ơi, là tức tắc vậy em đi ra ngoài rồi đó, em đi bắt cọc hết trời rồi đó, tức tắc đi. Nhỏ lên nào, con đi đâu mà, chú đâu cũng biết chứ ta. Mệt quá. Tao đi cái bán, đi ra coi. Gì văn bạc đây? Sơn thì sao nhỉ?
rồi. Dê của ai kia? Người thấy không? Nên riết rồi từ một thiếu nữ xinh đẹp mà giờ riết rồi giờ thành thiếu nữ xinh đẹp gì nữa? Thiếu nữ tàn tạ. Đêm làm cho mấy nháy thế. Rồi kia có cái lều như nó ở đó hay sao mày? Đây nó mới ngủ rồi, nó ngủ thôi chứ giờ biết ở đâu mà lặng bây giờ. May mà mình chạy ngang qua thấy nó. Mà sao đây người ta cúng miếu gì ghê vậy? Mưa không?